Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chúng tôi xin cập nhật thông tin về vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trưa nay tại Bình Dương. Thưa quý vị, người con rể đang trên đường chở mẹ vợ đi chuyển phòng trọ thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều, khiến cả hai mẹ con ngã ra đường. Người mẹ tử vong tại chỗ, còn con rể phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa trên đường DT743, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 52P80715 do người đàn ông tên Võ Văn Biển, 42 tuổi, chở theo mẹ vợ tên Ngô Thị Huyền, sinh năm 1961, quê Nghệ An, lưu thông theo hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Dĩ An. Khi xe lưu thông qua vòng xoay An Phú khoảng 50m thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát 61C20145 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển cùng chiều. Cú va chạm khiến cả hai mẹ con ngồi trên xe máy ngã ra đường, bà Huyền bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Người con rể bị cán nát đôi chân, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo các doanh nghiệp vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cải tạo xe tổ hợp đầu kéo semi remote là bất hợp lý vì nó vừa gây mất an toàn giao thông, vừa khiến doanh nghiệp lãng phí hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư xe mới. Do vậy, hàng chục doanh nghiệp đã ký đơn đề nghị chính phủ dừng quy định này. Cụ thể, quy định của Bộ Giao thông Vận tải như vậy là không phù hợp với thực tế, gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghiệp, lãng phí ngàn tỷ đồng. Việc liên tục thay đổi quy định khiến doanh nghiệp phải chạy theo chính sách, đổi mới phương tiện liên tục gây khó khăn và tốn kém. Đáng chú ý, nhiều phương tiện cải tạo xong theo quy định nhưng không sử dụng được hoặc sử dụng được nhưng không đảm bảo an toàn giao thông như chưa điều chỉnh cải tạo. Nguyên nhân là sau khi điều chỉnh cụm trục bánh xe lùi ra phía sau, xe khi ôm cua gây khó khăn cho người điều khiển, nhất là khi phương tiện này di chuyển trên đường đèo dốc và kho hàng, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là rất cao. Thực tế trên dẫn đến hệ quả là hơn 3.400 xe loại 20 và hàng trăm xe loại 20 feet đang lưu thông trên thị trường có nguy cơ bị bỏ thành phế liệu. Xung quanh đề xuất giảm tốc độ xe lưu thông 10 km/h trên một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến cho rằng không cần thiết và nên nghiên cứu thực tế. Hầu hết người dân, tài xế cũng như Hiệp hội Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc kéo giảm tốc độ sẽ gây thiệt hại như giao thông ùn tắc, chi phí nhiên liệu tăng và đi lại chậm trễ. Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh, việc đầu tư hạ tầng giao thông cầu đường, đường sắt, sân bay của các nước tiên tiến trên thế giới để tạo điều kiện cho các loại phương tiện tăng tốc độ nhằm rút ngắn thời gian đi lại của mọi người. Do đó, việc kéo giảm tốc độ là đi ngược với xu hướng trên nên cần phải hết sức cân nhắc, xem xét, nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông không chỉ do tốc độ mà còn nhiều nguyên nhân khác, không thể lấy lý do tai nạn giao thông tăng để rồi kéo giảm tốc độ xe lưu thông trên đường. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị điều chỉnh giảm tốc độ xe lưu thông 10 km/h trên 8 tuyến đường thành phố, gồm xa lộ Hà Nội, quốc lộ 52, quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Kinh Dương Vương, Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ. Tình trạng thiếu điểm đỗ xe tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xảy ra đã nhiều năm, trong khi nhu cầu của người dân là quá lớn, diện tích đất xây dựng thì không còn. Do đó, bãi đỗ xe ngầm trở thành một phần quan trọng khi xây dựng các công trình công cộng. Và tới đây thì Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ có một bãi đỗ xe ngầm như vậy. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thảo Cầm Viên Sài Gòn, bãi xe ngầm có diện tích 1 hecta có thể chứa khoảng 3.000 xe máy và 100 ô tô. Quy trình thi công bãi xe ngầm sẽ không gây tiếng ồn để làm tránh ảnh hưởng đến các loại thú phía trên và toàn bộ cây lớn hiện hữu. Phương án bãi đỗ xe ngầm này được xem là tận dụng hiệu quả quỹ đất hiện có của Thảo Cầm Viên nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu gửi xe của khách tham quan, đặc biệt dịp cuối tuần. Hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thiếu điểm đỗ xe tại các quận trung tâm, phát sinh nhiều bãi xe không phép hoặc tranh chấp. Việc có thêm các điểm đỗ xe hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm việc hoặc tham quan thành phố. Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã xây dựng một bãi đỗ xe trên cao 5 tầng, sức chứa 4.000 xe máy, 1.500 ô tô trong nhà. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chính thức thay thế mới tuyến buýt số 18 Đại học Kinh tế Quốc dân, Long Biên, Đại học Kinh tế Quốc dân và tuyến buýt số 33 Mỹ Đình, Xuân Đình. Việc thay thế này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2016-2020 và định hướng tới năm 2020. Cùng với sự thay đổi về màu sơn và logo nhận diện thương hiệu thì phương tiện thay thế cho hai tuyến buýt mới được đầu tư với các tiêu chuẩn nâng cao về chất lượng và dịch vụ cũng như các tiện ích tăng thêm cho hành khách như xe sàn bán thấp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hệ thống cabin độc lập cho lái xe.
trang bị đồng bộ 3 bảng điện tử thông tin LED hiện đại văn minh, có Wi-Fi miễn phí, hệ thống GPS được nâng cấp và hệ thống âm thanh kết nối tự động thông báo điểm dừng sắp tới. Tính từ đầu năm tới nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đầu tư đổi mới, nâng cấp chất lượng đoàn phương tiện bằng việc đưa vào khai thác 75 xe buýt mới hoạt động trên 5 tuyến. Ngày 5 tháng 12 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu của chu kỳ mới. Nhiều doanh nghiệp đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ngày qua giá xăng thế giới lại tiếp tục tăng. Do vậy tại chu kỳ điều chỉnh mới, xăng sẽ đứng trước áp lực tăng giá mạnh. Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, bình quân giá xăng RON 92 ở mức 58 đô la Mỹ một thùng, tăng 5,4% so với chu kỳ trước, tức 55 đô la Mỹ một thùng. Đáng chú ý những ngày gần đây giá xăng tăng lên gần 60 đô la Mỹ một thùng. Các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối cho biết cơ quan quản lý có thể kết hợp song song biện pháp vừa sử dụng quỹ bình ổn vừa tăng giá. Đối với trường hợp này, giá xăng có thể chỉ tăng quanh mức 200 đến 400 đồng một lít và giá dầu cũng được điều chỉnh tăng ở mức tương tự. Bên cạnh đó, nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng 500 tới 600 đồng một lít. Được biết từ đầu năm tới nay, mặt hàng này trải qua 21 lần điều chỉnh với 11 lần tăng và 10 lần giảm. Một nhà khoa học người Iran có tên là Alaeddin Qasemi đã khiến cả thế giới chấn động khi tiết lộ đã phát minh ra động cơ xe hơi chạy bằng nước lã. Đây có thể coi là phát minh mang tầm lịch sử, có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô cũng như nguyên liệu trên toàn thế giới. Theo đó, động cơ này hoạt động nhờ bình chứa 60 lít nước chạy liên tục trong 10 giờ đồng hồ với quãng đường lên tới 900 km. Nguyên lý hoạt động của động cơ siêu tiết kiệm này được giải thích là nhờ năng lượng được tạo ra sau khi động cơ tách nước thành khí hydro và oxy. Sau đó, chính hai chất khí này phản ứng với nhau để giúp chiếc xe có thể di chuyển được. Trong quá trình hoạt động, động cơ của chiếc xe này sẽ sản sinh ra hơi nước, hoàn toàn thân thiện với môi trường, với chi phí nhiên liệu bằng giá mua nước lã. Điều đặc biệt là chỉ sử dụng nguyên liệu nước lã nhưng chiếc xe vẫn có thể vận hành hoàn toàn bình thường. Nước lã sử dụng làm nhiên liệu cũng không được pha tạp bất kỳ loại hóa chất nào. Sau khi thử nghiệm này thành công, nhà khoa học Iran Alaeddin Qasemi đã đăng ký bản quyền quốc tế cho phát minh này. Vỏn vẹn 5 ngày sau khi vô địch thế giới đua xe công thức 1, đương kim vô địch Nico Rosberg bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Thông tin này được chính tay đua của đội đua Mercedes đưa ra tuyên bố tại một buổi họp báo của Liên đoàn đua xe thế giới sau khi thông báo trên trang mạng cá nhân Facebook bằng tiếng Đức. Theo tay đua Nico Rosberg, quãng thời gian theo đuổi ngôi vô địch 2016 cùng Lewis Hamilton đã khiến anh gặp những tổn thương không muốn lặp lại. Chính vì vậy, anh bắt đầu muốn giải nghệ sau giải Japanese GP diễn ra tại Nhật Bản hồi tháng 10. Quyết định được anh đưa ra ngay tối thứ hai và phải mất vài ngày sau anh mới chia sẻ được với quản lý đội của mình và sau đó là Toto Wolff, ông chủ đội đua Mercedes. Rosberg hiện 31 tuổi và đã trải qua 11 mùa đua F1, anh trẻ hơn Lewis Hamilton 5 tháng. Trước khi thi đấu cho Mercedes năm 2010, Rosberg đua cho đội Williams nhưng gần như không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Chỉ đến khi trong màu áo Mercedes, Rosberg tiến ngày một sát hơn đến ngôi vô địch khi về nhì sau Hamilton ở các mùa giải 2014 và 2015. Việc liên tục về nhì khiến mối duyên nợ của anh và Hamilton ngày một nhuốm vị đắng cho đến khi anh vượt qua chính đối thủ của mình để vô địch mùa giải 2016. Sức ép ngày một lớn chính là lý do khiến cho Rosberg đưa ra quyết định giải nghệ và trở thành tay đua giải nghệ ngay mùa vô địch đầu tiên trong sự nghiệp kể từ sau Alain Prost năm 1993. Bản tin sẽ được tiếp tục với một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Cục Quản lý Đường Bộ 3 cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã và đang khiến nhiều tuyến đường khu vực miền Trung bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ khiến hàng chục ngôi nhà sập đổ, hư hỏng. Gần 40.000 km đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở. Riêng Bình Định, đường đô thị 629 tại An Hòa bị ngập. Đường DT629 tại An Hòa bị ngập. Chia cắt đường Bồng Sơn, An Lão. Đường DT640 bị ngập, chia cắt nhiều đoạn. Đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạch bị sạt lở. Còn theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương, Quảng Ngãi có 4 người chết và 1 người mất tích. Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất Đặng Tuấn Tú cho biết, từ đầu năm đến nay, an ninh hàng không đã phát hiện ra hơn 55.700 trường hợp hành khách mang vật cấm qua sân bay, trong đó có 90 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Cùng với đó, còn ghi nhận 26 lần người dân chiếu đèn laser vào máy bay và 2 trường hợp liên quan đến sự cố an ninh an toàn mạng. Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị sớm được thành lập đồn công an ngay tại sân bay nhằm tăng cường đảm bảo an ninh hàng không, trật tự công cộng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra, trang bị các thiết bị kiểm tra soi chiếu, giám sát an ninh hiện đại nhằm đáp ứng được tình hình an ninh hàng không thế giới ngày càng có nhiều biến động như hiện nay. 3 giờ sáng ngày 4 tháng 12, 60 kỹ sư và công nhân công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDECO đã lắp nhịp dầm cuối họp long một nhánh cầu vượt ở nút giao thông Gò Mây tại giao lộ quốc lộ 1, đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thị Tú. Cầu vượt dài 369 mét, nằm dọc quốc lộ 1, rộng 24,2 mét cho 4 làn ô tô và 2 làn xe máy. Đồng thời xây đường dẫn vào hai đầu cầu với tổng chiều dài 169,5 mét, dự kiến đến trước Tết Nguyên đán 2017 sẽ đưa nhánh cầu vượt trên vào sử dụng. Ngay sau đó, đơn vị sẽ triển khai thi công nhánh cầu thứ hai và hoàn thành ngay trong năm 2017. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Tiếp tục câu chuyện liên quan tới vấn nạn giải đinh trên tuyến quốc lộ 1A gây hoang mang dư luận thời gian qua, gần đây qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc đã xảy ra cách đây khoảng 20 ngày, nhưng tại sao cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra đối tượng giải đinh, trong khi đó những hệ lụy của nó có thể gây ra cho người tham gia giao thông là rất lớn. Những chiếc đinh nhọn được cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường. Và theo như lời anh Trần Thanh Long ở thị xã Bỉm Sơn làm nghề hàn khẳng định, chỉ khoảng 3 đến 5 phút là có thể chế tạo ra một chiếc đinh 4 cạnh. Giá trị của khoảng 20 cái đinh cao nhất cũng chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã yêu cầu các cửa hàng hàn trên địa bàn ký cam kết không chế tạo đinh cho kẻ xấu. Nhưng theo như tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC14 thì chỉ làm theo kiểu hình thức, tức là có hộ thì ký cam kết, có hộ lại không. Không, chưa thấy. Sao anh ấy bảo là ký rồi? Ký rồi đấy, mình chịu chắc là quý ở nơi nào đó, chắc là quý mấy cửa hàng nào đấy, nhưng chưa thấy. Chắc là khu giải đinh ở ngoài kia thôi, ở trong đây thì chắc. Sau khi xảy ra vụ việc giải đinh trên tuyến quốc lộ 1A, các chủ cửa hàng hàn xì trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã tỏ ra khá bất ngờ và bức xúc vì đã có cửa hàng hàn tiếp tay cho kẻ xấu. Bởi lẽ đây là hành vi sai trái và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn giao thông. Đấy là đúng là một điều sai trái, tôi rất bức xúc đấy. Nếu như mà không ngăn chặn được cái trường hợp để có thể nó lan rộng là nguy hiểm với tính mạng cho người dân đi đường. Cái nguyên nhân chính ấy là mình nghĩ là cũng không có ai đứng đằng sau những cái vụ này mà liên quan đến vấn đề khác đâu, chỉ có những con người thôi, con người làm nên thôi, và con người làm nên để sau đó làm một cái gì đó đấy, thì nói chung là thật ra là cũng khó biết là ai. Nhưng mà theo tôi nghĩ là chắc chỉ là cái người nào người ta không hiểu biết cả, người ta chỉ vì cái lợi nhỏ thôi, làm ảnh hưởng rất lớn. Trong khi dư luận đang hoang mang, lo lắng và bức xúc, thì lãnh đạo công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đơn vị phụ trách trực tiếp địa bàn thì lại có cách nhìn về vụ việc này khá chủ quan. Thì qua quá trình giả soát các cái địa bàn lốp thì thấy rằng những cái địa bàn lốp thì chủ yếu là ở bên Phú Sơn, Ba Đình và Quang Trung, thì các cái trường hợp mà làm lốp thì cái thành phần đều là tốt cả. Trước đó,
trên mạng xã hội đã lan truyền những thông tin, hình ảnh về những chiếc đinh bốn chân xuất hiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Rất nhiều xe ô tô đi qua đã dính đinh. Ở bất cứ góc độ nào thì bánh xe lăn qua, đinh này đều có thể cắm vào lốp. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.